Cô chào tất cả các con học sinh thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại cách đặt và trả lời câu hỏi như thế nào. Đó là tất cả những nội dung chúng ta được học trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay. Và đầu tiên, chúng ta giúp các con nắm chắc về biện pháp nhân hóa. Thì bây giờ các con hãy suy nghĩ và cho cô biết biện pháp nhân hóa gồm có mấy cách và đó là những cách nhân hóa nào? À, câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Có 3 cách nhân hóa. Cách thứ nhất đó là gọi đồ vật, sự vật, con vật bằng từ gọi người. Cách thứ hai đó là tả đồ vật, sự vật, con vật bằng từ tả đặc điểm hoạt động của người. Và các nhân hóa thứ ba đó là trò chuyện với đồ vật, sự vật, con vật như trò chuyện với người. Đây chính là 3 cách nhân hóa. Và các con thân mến, đầu tiên để củng cố cho các con về biện pháp nghệ thuật nhân hóa thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với bài số 1. Và trước khi làm bài tập này, cô có một yêu cầu nhỏ dành cho các con. Yêu cầu như sau: các con hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Chị hoa hồng khoác chiếc áo rực rỡ, một cô bé bước vào vườn liền reo lên: chị hoa hồng ơi, chị thật là xinh đẹp. Và các con cũng thực hiện cho cô 3 yêu cầu. Thứ nhất, trong đoạn văn trên, những vật nào được nhân hóa và những vật ấy được nhân hóa bằng cách nào, và em thích hình ảnh nào và vì sao? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một khung sau nhé. Đầu tiên các con hãy cho cô biết trong đoạn văn trên sự vật được nhân hóa đó là sự vật nào? À, cảm ơn con, đó là sự vật hoa hồng, hoàn toàn chính xác. Và từ ngữ dùng để gọi sự vật đó là gì? Cảm ơn con, đó chính là từ chị. Và các con thân mến, đây cũng là cách nhân hóa thứ nhất, đó là gọi đồ vật, sự vật và con vật bằng từ để gọi người. Vậy từ ngữ dùng để miêu tả sự vật như người đó là gì? Các con hãy suy nghĩ trả lời cho cô nào. À, đúng rồi đó các con, chính là khoác chiếc áo rực rỡ. Như vậy đây chính là cách nhân hóa thứ hai đấy các con, đó là tả đồ vật, sự vật và con vật bằng những từ để tả đặc điểm hoạt động của người. Và tiếp theo, ở đây tác giả đã miêu tả một em bé bước vào vườn và nói với chị hoa hồng như thế nào. Đó là câu nói: chị hoa hồng ơi, chị thật là xinh đẹp. Cách nói này có tác dụng gì? À, cách nói này làm cho chị hoa hồng dễ thương và xinh đẹp hơn rất nhiều. Và đây cũng là chính là cách nhân hóa thứ ba đấy các con ạ. Đó chính là nói với sự vật, con vật và cây cối như nói với con người. Và cách nhân hóa này còn làm cho những câu văn, câu thơ trở nên sinh động và hay hơn rất nhiều được các con ạ. Ở đây, khi em bé nói với chị hoa hồng như vậy thì chúng ta liên tưởng đến em bé như nói với một người thân rất gần gũi, rất thân thương. Đúng không nào? Và các con thân mến, bây giờ chúng ta lại đến với một yêu cầu tiếp theo của cô với nội dung như sau. Các con hãy dựa vào nội dung hai câu văn ở ví dụ 1 và trả lời câu hỏi sau. Chị hoa hồng khoác chiếc áo như thế nào? Các con hãy suy nghĩ và cho cô câu trả lời nhé. Các con có 30 giây để suy nghĩ. Và cảm ơn tất cả các con. Các con đã có đáp án. Chị hoa hồng khoác chiếc áo rực rỡ. Đây là câu trả lời chính xác. Vậy các con hãy cho cô biết trong câu này
Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi như thế nào? Đó chính là từ nào? Nào hãy cho cô biết. Cảm ơn con. Vậy trong câu này, bộ phận câu trả lời cho câu hỏi như thế nào? Đó chính là từ rực rỡ. Và hãy cho cô biết từ rực rỡ là từ chỉ gì nào? Hoàn toàn chính xác, từ rực rỡ đó là từ chỉ đặc điểm. Như vậy, khi trả lời cho câu hỏi như thế nào thì chúng ta cần phải dùng những từ ngữ chỉ đặc điểm để trả lời. Các con đã nhớ chưa? Và như vậy các con cần ghi nhớ rằng khi trả lời cho câu hỏi như thế nào, các con cần phải dùng những từ ngữ chỉ đặc điểm để trả lời. Các con hãy ghi nhớ điều này cho cô nhé. Cảm ơn các con. Vậy, khi đặt câu hỏi cho những từ ngữ chỉ đặc điểm thì chúng ta phải đặt câu hỏi như thế nào? Cô xin mời các con đến với yêu cầu tiếp theo của cô với nội dung như sau. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. Ba em làm việc vất vả suốt ngày. Nào, các con thân mến, các con hãy cho cô biết trong câu này bộ phận nào của câu được in đậm. À, rất chính xác, đó chính là bộ phận được in đậm chính là vất vả suốt ngày. Các con hãy suy nghĩ và nêu cho cô câu hỏi nhé. Đúng rồi, cảm ơn các con. Và đây chính là câu hỏi. Ba em làm việc như thế nào? Vậy các con hãy cho cô biết vất vả suốt ngày, đây chính là cụm từ chỉ gì thế? Ai biết? À, các con đã bài rất tốt, rất là chính xác, với đáp án là cụm từ vất vả suốt ngày, đó chính là cụm từ chỉ đặc điểm. Vậy, theo các con, khi các con đặt câu hỏi cho những từ ngữ chỉ đặc điểm thì ta phải dùng câu hỏi gì để hỏi? Các con hãy suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Và cô cảm ơn các con. Các con đã có đáp án rồi. Vậy, với những từ ngữ chỉ đặc điểm thì chúng ta phải dùng câu hỏi như thế nào để hỏi? Đó là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và sau phần này, cô mong rằng các con hãy luôn nhớ, với những từ ngữ chỉ đặc điểm thì ta phải dùng từ để hỏi như thế nào, các con nhé. Và các con thân mến, sau bài học này cô mong rằng tất cả các con sẽ nắm chắc được kiến thức và làm bài tập của mình thật là tốt nhé. Cô sẽ luôn mong đợi phản hồi của các con. Và các con thân mến, khi ba mẹ các con phải làm việc vất vả suốt ngày để lo cho các con ăn học thì cô mong rằng các con hãy luôn ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và học tập thật giỏi để ba mẹ các con sẽ vui hơn và đỡ vất vả hơn trong cuộc sống hàng ngày nhé. Các con thân mến, như vậy qua tiết học ngày hôm nay, cô mong rằng các con sẽ nắm được kiến thức thật là tốt và vận dụng làm bài tập thật là chính xác nhé. Và cô mong rằng sẽ sớm nhận được phản hồi của các con. Và cuối cùng cô xin tạm biệt các con và thương chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt các con.